Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam và Trung Quốc đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2008. Đến nay đã trở thành động lực cho sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt là quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc tăng nhanh với tốc độ tăng trưởng bình quân trong các năm gần đây đạt 20%. Đặc biệt là năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc luôn là một trong những thị trường nhập khẩu lớn nhất với các mặt hàng nông sản, trái cây và thủy sản của Việt Nam. Trong đó một phần rất lớn được giao thương qua các cặp cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam và Trung Quốc. Lào Cai là tỉnh vùng cao có 203 km đường biên giới với tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lào Cai trong những năm qua liên tục tăng trưởng ở mức cao. Trong đó các mặt hàng nông sản, trái cây xuất khẩu ngày càng có vị trí quan trọng trong tổng kim ngạch. Năm 2018, giá trị xuất khẩu qua các cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai, Hà khẩu Trung Quốc đạt trên 2,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 41% so với năm 2017 và chiếm khoảng 70% tổng giá trị xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh. Trong đó, xuất khẩu nông sản, trái cây, thủy sản đạt trên 600 triệu đô la Mỹ. Riêng 4 tháng đầu năm 2019, giá trị xuất nhập khẩu nông sản, trái cây, thủy sản cũng đã lên tới hơn 300 triệu đô la Mỹ. Tại hội nghị kết nối xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019, đại diện chính quyền nhân dân Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc khẳng định tỉnh Lào Cai đang trở thành đối tác thương mại quan trọng lớn nhất của tỉnh Vân Nam. Lĩnh vực phạm vi hợp tác giữa hai bên không ngừng đi sâu và mở rộng. Kim ngạch thương mại giữa cửa khẩu Hà khẩu và Lào Cai gia tăng hàng năm. Cửa khẩu được xây dựng ngày một đổi mới. Chính phủ cũng như là các bộ ngành trung ương đang rất quan tâm đến cái việc mà đẩy mạnh cái xuất nhập khẩu nông sản, thủy hải sản của chúng ta sang các thị trường, trong đó có cái thị trường của Trung Quốc. Thế thì Lào Cai thì đứng ở một vị trí biên giới giữa vùng Tây Nam của Trung Quốc với lại Việt Nam, thì chúng tôi cũng đã tổ chức cái hội nghị này. Thế thì cái hội nghị xuất nhập khẩu nông thủy hải sản của Lào Cai năm nay thì tập trung vào cái việc là sẽ mời chúng tôi mời trên 200 cái doanh nghiệp ở khắp các vùng miền của nước, cùng với lại khoảng hơn 100 doanh nghiệp của Trung Quốc. Thế thì đối với Trung Quốc thì hiện nay cũng đã có một số những cái chính sách thay đổi, siết chặt về cái quản lý về xuất xứ hàng hóa cũng như là cái cấp FCO và cái chứng nhận, cái chứng chỉ xuất xứ của cái hàng hóa và kiểm định chất lượng. Chính vì lẽ đó cho nên là trong cái hội nghị này chúng tôi cũng sẽ tập trung vào cái việc là hướng dẫn cũng như là trao đổi giữa hai bên, giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam sẽ trao đổi với nhau về những cái quy định để mà thông báo cho các doanh nghiệp nắm được trong cái quá trình mà xuất nhập khẩu để thuận lợi hơn. Hội nghị kết nối xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019 đã kiến tạo nên một sân chơi có sức hút vì sự hợp tác kinh tế thương mại và giao lưu giữa hai bên, xây dựng được cầu nối quan trọng cho doanh nghiệp hai bên. Thì qua tham dự chương trình thì cũng thấy được là thì thay vì mình trực tiếp đi tìm kiếm các đối tác ở Trung Quốc thì thông qua hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức thì em thấy là cái lợi thế đó là tạo cho doanh nghiệp hai bên là có cơ hội để gặp gỡ và giao thương. Thì công ty chúng em đến đây thì cũng mong muốn là tìm được các đối tác bên Trung Quốc để có thể xuất khẩu được cái sản phẩm hạt mắc ca là trồng và sản xuất tại Việt Nam. Hội nghị xúc tiến thương mại này chúng tôi đánh giá rất cao về cái việc tổ chức một cái hội nghị xúc tiến và tạo điều kiện cho chúng tôi là có những cơ hội tiếp xúc với các doanh nhân, những người Trung Quốc. Và chúng tôi cũng rất mừng là phía chính phủ Trung Quốc đã có chính sách là miễn thuế nhập khẩu cho 33 mặt hàng thủy sản, trong đó có nghêu, là nghêu sống và nghêu lạnh. Và đây là một cơ hội phải nói hết sức là quý giá cho những doanh nghiệp như chúng tôi. Hiện tại thì công ty chúng tôi đã có các cái đơn hàng giới thiệu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada và cũng đang nhận được lời đề nghị để kết hợp
xuất khẩu sang các nước. Tuy nhiên tôi cũng đang mong muốn mở rộng cái thị trường xuất khẩu sang các nước khác, và đặc biệt là Trung Quốc, một trong những thị trường mà có thể gọi là tiềm năng sát cánh với Việt Nam. Tôi đánh giá rất cao, tại vì là trong cái đợt xúc tiến lần này là có hơn 30 tỉnh thành đến từ các tỉnh. Vâng, thế thì thông qua cái đợt xúc tiến đợt thương mại đợt này thì chúng tôi cũng có được gợi mở được thêm từ cái mẫu mã sản phẩm, và được bên các đối tác là bên Trung Quốc, các cái doanh nghiệp Trung Quốc họ cũng đã có nhã ý đặt vấn đề với chúng tôi để tiêu thụ những cái nông sản của mình, và các cái cơ quan chức năng thì cũng tạo điều kiện, mọi điều kiện thuận lợi để cho hai bên giao thương. Tỉnh Lào Cai cam kết sẽ xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp khi có phản ánh, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, xây dựng tỉnh Lào Cai từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nói riêng và các nhà đầu tư trong và ngoài nước nói chung.